Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi mở đầu trang 187 Sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé Câu hỏi của chúng ta như sau Em đã biết trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất Vậy còn có những thiên thể nào khác quay quanh mặt trời không? Chúng ta có thể xem rất nhiều bộ phim khoa học hồi bé và đọc khá là nhiều truyện tranh thì chúng ta thấy rằng còn có nhiều thiên thể khác quay quanh mặt trời ví dụ có thể kể đến như thủy tinh kim tinh hỏa tinh vân vân vậy trong câu hỏi này chúng ta cùng cô trả lời như sau nhé còn nhiều thiên thể khác quay quanh mặt trời còn nhiều thiên thể khác quay quanh mặt trời ta có thể kể đến một số như thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh vân vân. Như vậy là vừa rồi, cô và Kem đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi mở đầu trang 187, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.